Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại kênh ông giáo Hello. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ tiếp tục với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc ở tuần thứ 2. Trước khi đến với bài đọc trong tuần thứ 2, chúng mình sẽ khởi động bằng cách chúng mình hãy quan sát tranh và cho biết em thích hình ảnh nào nhất. Vậy bây giờ chúng mình có thể quan sát tranh trên màn hình cũng như tranh trong sách giáo khoa và cho thầy biết em thích bức tranh nào nhất nào. À, ở đây chúng mình thấy có hai bức tranh đúng không? Một bức tranh là có bốn người đang đi vào một khu rừng. Còn một bức tranh thì chúng ta thấy có những chú hươu, chú nai và chú chim đang đi qua một con suối. Vậy theo em thì chúng mình sẽ thích bức tranh nào nhất? À đúng rồi, thầy nghĩ thì có đôi bạn sẽ thích bức tranh đầu tiên đúng không? À ví dụ chúng mình thấy là gì? Em thích nhất là hình ảnh ông cùng các cháu ở trong rừng cỏ, mỗi bạn nhỏ cầm một tàu lá cỏ, trông rất đẹp, ai cũng đều rất vui. Nhưng có bạn lại thích bức tranh số 2, đúng không nào? Có thể em sẽ thích bức ảnh ba chú hươu nai bên bờ suối, nhìn chúng hiền lành và xinh đẹp, cảnh tượng thiên nhiên rất yên bình, đúng không? Vậy thì chúng mình quan sát liền hai bức tranh. Đây đều là những bức tranh thiên nhiên rất là đẹp đúng không? Và có những bạn thì thích bức tranh ở bên trên và có những bạn thì thích bức tranh ở bên dưới. Vậy thì bây giờ thầy mời chúng ta mở sách ra và thực hiện một số hoạt động trong bài đọc thứ nhất tuần thứ hai, đó là bài đọc Cánh rừng trong nắng. Trước khi đến với phần luyện đọc, thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe một lần, sau đó chúng mình hãy dừng video và đọc lại bài đọc này nhé. Bài đọc Cánh rừng trong nắng. Làng tôi ở lưng Trường Sơn, giữa vùng núi non trùng điệp. Một lần tôi và mấy đứa bạn được ông tôi cho đi thăm rừng, đứa nào cũng vui. Hôm đó là một ngày nắng ráo, ông đưa cho mỗi đứa một tàu lá cọ che nắng. Chưa hết mùa mưa, đâu đâu cũng thấy cây ra thêm chồi và mọc cỏ xanh um. Đi trong rừng, nghe rất rõ tiếng suối róc rách và tiếng chim hót líu lo. Mặt trời chiếu những luồng sáng qua kẽ lá, cây cối vươn ngọn lên cao tít đón nắng. Nhiều cây thân thẳng tắp, tán lá tròn xoe, những con sóc nâu cong đuôi nhảy thoăn thoắt qua các cành cây. Thấy có người đi tới, chúng dừng cả lại nhìn ngơ ngác. Khi nắng đã nhạt màu trên những vòm cây, chúng tôi ra về trong tiếc nuối. Trên đường ông kể về những cánh rừng thuở xưa, biết bao nhiêu cảnh sắc như hiện ra trước mắt chúng tôi. Bầy vượn tinh nghịch đánh đu trên cành cao, đàn hươu nai xinh đẹp và hiền lành rủ nhau ra suối, những vạt cỏ đậm xương long lanh trong nắng, vũ hùng. Như vậy là thầy vừa đọc mẫu cho chúng ta nghe bài đọc Cánh rừng trong nắng. Bây giờ chúng mình hãy dừng video và đọc lại bài đọc này nhé. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta luyện đọc một số từ khó ở trong bài Cánh rừng trong nắng. Và thầy sẽ đọc một lần, sau đó chúng mình hãy dừng video và đọc lại. Từ đầu tiên đó là từ lưng Trường Sơn. Lưng Trường Sơn. Từ thứ hai đó là trùng điệp. Trùng điệp. Nắng ráo. Nắng ráo. Luồng sáng. Luồng sáng. Thoăn thoắt. Thoăn thoắt. Tiếp nối. Tiếp nối. Tinh nghịch. Tinh nghịch. À, đây là những từ khó trong bài
Bây giờ chúng mình cố gắng dừng video, đọc lại những từ này nhé. Và bây giờ thầy sẽ dạy nghiệm một số từ. Từ đầu tiên đó là từ Trường Sơn. Chúng ta thường nghe đến người lớn nói về Trường Sơn đúng không? Vậy Trường Sơn ở đây là dãy núi dài khoảng 1.100 km chia thành Trường Sơn Bắc, ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào, và Trường Sơn Nam gồm các khối núi ở tỉnh Kon Tum. Ở đây là một dãy Trường Sơn. Từ thứ hai đó là từ trùng điệp. Trùng điệp ở đây ý muốn nói là nối nhau liên tiếp như không bao giờ hết, người ta sẽ thấy là trùng điệp. Bây giờ chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại nghĩa của hai từ này. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta luyện đọc một số câu văn dài trong bài. Bây giờ chúng mình sẽ thấy câu đầu tiên đó là chưa hết mùa mưa đâu đâu cũng thấy cây ra thêm chồi và mọc cỏ xanh um. Câu này khá là dài, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng mình ngắt nghỉ như sau. Chúng mình có thể nghỉ sau từ mưa và sau từ thấy, và thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe. Và hết câu ở đây chúng mình thấy có dấu chấm, chúng mình nghỉ đúng không? Và thầy sẽ đọc mẫu, xong đó chúng mình hãy dừng video và đọc lại nhé. Chưa hết mùa mưa đâu đâu cũng thấy cây ra thêm chồi và mọc cỏ xanh um. Tiếp theo có một câu khá là dài nữa, và câu này thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ngắt nghỉ như sau. Chúng mình chú ý nghe thầy đọc, sau đó chúng ta hãy dừng video và đọc lại. Biết bao cảnh sắc như hiện ra trước mắt chúng tôi, bầy vượn tinh nghịch đánh đu trên cành cao, đàn hươu nai xinh đẹp và hiền lành rủ nhau ra suối, những vạt cỏ đậm xương long lanh trong nắng. Như vậy thì ở đây như dấu phẩy thì chúng ta nghỉ rồi đúng không? Còn chúng ta có thể nghỉ sau những từ như từ sắc này, từ nghịch, từ lành. Và thầy đã đọc xong, bây giờ chúng mình dựa vào những gạch trên câu của thầy và chúng ta có thể cố gắng đọc lại nhé. Và bây giờ bạn nào có thể cho thầy biết bài đọc Cánh rừng trong nắng được chia làm mấy đoạn không? Bài Cánh rừng trong nắng được chia làm mấy đoạn đây các em? À, như vậy bài Cánh rừng trong nắng này sẽ được chia thành các đoạn như sau. Đoạn đầu tiên chúng mình thấy bắt đầu đó là làng tôi ở lưng Trường Sơn cho đến róc rách và tiếng chim hót líu lo. Đây là đoạn 1. Đoạn 2 sẽ là từ mặt trời chiếu những luồng sáng qua kẽ lá cho đến thấy có những người đi tới, chúng dừng cả lại nhìn ngơ ngác. Và đoạn cuối cùng đó là đoạn 3, bắt đầu từ khi nắng đã nhạt màu trên những gòm cây cho đến hết bài. Như vậy là chúng mình thấy bài đọc Cánh rừng trong nắng này được chia làm 3 đoạn. Và như trên màn hình thầy đã chia 3 đoạn cho chúng ta quan sát. Bây giờ chúng mình hãy nối tiếp nhau đọc lại 3 đoạn này cho thầy. Chú ý ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu và những từ thầy đã luyện đọc ở phía trước. Sau khi chúng mình luyện đọc xong, bây giờ thầy mời chúng ta đến với phần tìm hiểu bài. Câu hỏi đầu tiên trong phần tìm hiểu bài như sau. Khi đi trong rừng, các bạn nhỏ nghe thấy những âm thanh gì? Vậy thì chúng mình hãy đọc thầm là đoạn 1 và cho thầy biết khi đi trong rừng, các bạn nhỏ nghe thấy những âm thanh gì nào? À, đúng rồi. Khi đi trong rừng, các bạn nhỏ đang nghe thấy gì? Đúng rồi các em ạ. Đó là những âm thanh như là gì? Tiếng suối róc rách này đúng không, và tiếng chim thì như thế nào? Đúng rồi, tiếng chim hót líu líu lo. Như vậy thì những âm thanh mà các bạn nhỏ nghe khi thấy trong rừng đó là tiếng suối róc rách và tiếng chim líu lo. Tiếp theo bây giờ bạn nào hãy cho thầy biết cây cối và con vật trong rừng được miêu tả như thế nào. Bây giờ chúng mình lại đọc thầm lại bài đọc Cánh rừng trong nắng và cho thầy biết cây cối và con vật trong rừng được tả như thế nào. Được tả như thế nào đây các em? Con vật và cây cối thì như thế nào? À, đúng rồi. Với cây cối thì chúng mình thấy là như
Nhiều cây thân thẳng tắp, lá thì tròn, tròn xòe đúng không? Đó là cây cối được miêu tả ở trong rừng. Còn đối với con vật thì như thế nào? À đúng rồi, con vật thì những con sóc nâu cong đuôi nhảy thoăn thoắt qua các cành cây đúng không? Thấy có người đi tới, chúng dừng cả lại nhìn ngơ ngác. Như vậy các con vật ở trong rừng được miêu tả là như thế nào? À đúng không, như con sóc nâu thì được miêu tả đó là gì? Cong đuôi nhảy thoăn thoắt đúng không? Và thấy có người đi tới, chúng dừng cả lại đúng không, nhìn ngơ ngác. Vậy là chúng mình thấy cây cối và con vật ở trong rừng được miêu tả một cách rất là tinh tế và chân thật đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi số 3 nhé. Trên đường về, ông đã kể những gì cho các bạn nhỏ? À, chúng mình đọc thầm lại đoạn 3 và cho thầy biết. Trên đường về, ông đã kể những gì cho các bạn nhỏ đấy? À, đúng rồi đấy các bạn. Trên đường về, ông đã kể cho các bạn nhỏ về những cánh rừng thuở xưa này đúng không? Đó là những cánh rừng có nhiều cây đúng không? Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 4. Theo em, các bạn nhỏ có thấy thú vị với chuyến đi thăm rừng cùng ông không? Và vì sao? Vậy thì sau khi chúng mình trả lời được một số câu hỏi và đọc được bài đọc cánh rừng trong nắng, thì theo em các bạn nhỏ có thấy thú vị với chuyến đi thăm rừng cùng với ông không? Và vì sao? À đúng rồi, như vậy thì chúng ta thấy là các bạn nhỏ cảm thấy như thế nào? À đúng rồi, rất vui này đúng không, với chuyến đi thăm rừng cùng với ông. Và vì sao? À vì nhờ có chuyến đi đó mà các bạn đã thấy được những cảnh đẹp của cây cối đúng không, của các con vật trong rừng. Các bạn còn nghe những âm thanh hấp dẫn ở trong rừng nữa đúng không? Và chúng ta thấy các bạn nhỏ có một chuyến đi rất là thú vị cùng với ông. Vì nhờ có chuyến đi đó mà các bạn đã thấy được những cảnh đẹp cây cối, con vật ở trong rừng đúng không? Và các bạn còn nghe được những âm thanh hấp dẫn ở trong rừng nữa. Và bây giờ thì sau khi thực hiện xong được một số hoạt động trong bài đọc cánh rừng trong nắng, vậy thì bạn nào có thể rút ra được cho thầy nội dung bài đọc này không? À, ở đây chúng mình quay lại hai bức tranh ở trong sách giáo khoa đúng không? Và nội dung bài học của chúng mình sẽ là, đúng rồi các em ạ, đây là bài đọc kể về một buổi được ông đưa vào rừng tham quan đúng không? Và trường sơn của hai bạn nhỏ, cảnh vật trong rừng hiện lên rất nổi bình yên đúng không? Vậy là chúng mình cũng nên bảo vệ thiên nhiên, thường xuyên đi đến gần gũi với thiên nhiên để tận hưởng được những cảnh vật của thiên nhiên đúng không nào? Như vậy thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc cánh rừng trong nắng. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.